Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu đua TMP Royal Dragon, mỗi khẩu súng sắp tới bên CM Việt Nam thì sẽ update lên. Đây là CM Thái. Thế thôi. Hello, Sambadika. Mình sau lưng này. Mình sẽ lại gần và chào hỏi bạn như một người bạn thân. Rồi thôi, mình chào hỏi bạn thôi mà. Có cần phải hổ báo với mình như thế không? Mình có phải quỷ đâu mà đuổi mình như đuổi tà vậy. Hô hết cả lời. Anh Tờ, anh ơi, anh ngáo quá. Somebody kha. Hello. Không biết là nó có hiểu được cái tiếng mình nói không. Mình nghĩ là mình còn không hiểu được cái tiếng mình nói thì bảo sao nó hiểu được. Rồi, Tờ trận này hơi bị ngáo đá rồi. Chắc anh ấy mới mới hít một ít đá thôi mà. Rồi, đá ở đây thì nó mát nhiều. Tam giác vàng nhiều lắm. Rồi. Đâu rồi? Rồi. Lại dâm non. Nó ra ca thế này. Bảo sao không găm đạn vào người nó được. Rồi gì đây? Rồi bạn ơi, mình khó chết lắm. Rồi. Này thì hổ báo. Rồi Tơ kìa, Tơ phía sau kìa. Này cũng rồi. Tơ ơi, bốc lớp thế là đủ rồi. Lại đây, mình sẽ báo thù cho những bạn dùng non đang ức chế và cực kỳ ức chế đối với thằng Tơ này. Mình sẽ in gì ta, in viên đạn hình trái tim vào người bạn ý. Được rồi, bạn ơi ra đây, mình tặng bạn coi như là tha thù đạn vào người bạn nhá. Đẹp không? Thôi sướng chưa? Thôi mình té đây. Nhìn cái mặt thằng Tơ nó nguy hiểm quá, bắt buộc phải té thôi. Rất vui vì hòm bên này nó không tự nhặt. Đi qua thì nó chỉ bị lag một tí, nó vẫn còn thôi. Chứ còn việc mà bị hòm nhập thì sẽ còn không còn xảy ra trong cái chế độ Dubai V4 CM phiên bản update 2.0. Thời nói hơi bị dài, chắc chắn là hết giờ rồi. Cứ đợi hero thôi. Sao lại còn hai người mà không có hero ta? Đùa nhau chắc. Bình thường là hai người là sẽ có hero, mà bây giờ là không có. Tiếc thế à? Rồi bây giờ sẽ là chơi như kiểu là trên trời hàng vạn vì sao, dưới đất chỉ có mình tao anh hùng VL. Chơi thế thì khám quá, ít nhất cũng phải có hai anh hùng cho nó hổ báo, còn cover nhau được. Chơi có một thằng thế này đúng là chán lắm anh em ạ. Chơi mà không có bạn bè thì nó chán. Cả lũ zombie nó lao vào, nó sờ vào người. Biết làm sao bây giờ? Trách mình thôi. Ây da, thế là khổ. Phẩm làm zombie mà. Rồi thôi xong rồi, té. Té nhanh cho nó, nước nó trong. Rồi mình làm đục nước. Mình phải té thôi. Đấy, cái nước nó màu xanh như kia. Mình màu đỏ thế này, bảo làm sao? Đùa. Lại đó cho nó đỏ nước thì thôi. Anh Tơ nhảy lại chết mình. Rồi thằng Tơ té. Ui, Tơ lại tỏ ra nguy hiểm nữa rồi. Bạn ơi, nguy hiểm ít thôi. Người không người ta chửi đấy. Hổ báo không ăn được cái mạng nào. Tao sợ mày quá đấy. Rồi mình sẽ tha thu hình viên đạn của mình lên người em ý. Tuyệt vời. Đấy, lại liếc mình. Nó đang chạy đến kia, nó lại thấy mình là nó lại lao xuống. VL. Úi dồi, cái gì? Cái định mệnh gì nhỉ? Hay lắm đêm mờ, tự dưng rớt xuống. Cái phòng này chúng ta sẽ được thấy toàn nhân vật gì ta? Nhân vật Sonoko. Mà sao lại nó lại chọn mình? Đi trên kia thì nó không đi. Nó thấy mình phía dưới là nó xuống đi theo ạ. Rồi, cái độ đẹp dai nó lại đạt level max. Biết làm sao bây giờ? Em cố tình sang Thái để tha thu lại cái mặt. Chị nhầm. Phẩm gì ta? Phẫu thuật thẩm mỹ để cho cái mặt nó sâu bớt lại. Méo thể tin được. Qua đây bọn này cũng không chừa. Rồi các bác lại muốn phẫu thuật em ư? Các bác cứ lao lên đây xem thằng nào hơn thằng nào. Thôi. Hai thằng nó đứng nó liếc cái ánh mắt hình viên đạn nó găm vào người mình. Đi làm sao, chạy thôi, nó hiếp chết bây giờ. Té. Rồi thằng kia còn tâm trạng thẩm du nữa. Lướt đi bạn ơi. Rồi một cảm giác rồi. Còn ai trên đấy nữa mà lên. Lên làm gì trên đấy bạn ơi? Trời ơi, mấy thiên nhiên Thái Lan. Hồi trước là cứ nói mấy thiên nhiên khựa quen rồi, cứ tính nói khựa cơ.
bây giờ là Thái nhá. Nói Thái thì mình chỉ biết được mấy tiếng. Thế như là tiếng Thái với lại tiếng Lào thì nó cũng như nhau. Ai biết tiếng Lào thì inbox xin ít câu nhá. Hồi trước mình cũng hay đi qua đấy nhưng mà thực sự bây giờ quên hết rồi. Học được bao nhiêu thì quên hết bấy nhiêu. Chỉ nhớ là somebody là xin chào thôi. Méo biết là gì nhá. Wow. Somebody mình học từ cái bộ phim là Tam Giác Vàng ấy. Chứ mình không biết là tiếng Thái. Và tiếng Thái thì cũng gần giống với lại tiếng Lào thôi. Mày thì tao lại sợ mày quá cơ. Trời ơi, bên này mình quên mod cái lại mod lại cái mấy cái nút này. Nên hôm nay mình sẽ chơi sâu nút lên luôn cho anh em thấy mình bắn như thế nào. Rồi, tao sợ mày quá đi. Ngồi đi mà liếc. Rồi gì đấy? Hàng của mình. Đấy, cái định luật là những con hàng ngon thì nó sẽ không tự sinh ra mà mất đi. Và nó sẽ di chuyển từ mồm thằng này sang mồm thằng khác. Định điển hình như là cái thằng tơ đấy. Rồi, sau mấy hôm nay chơi, sau hôm nay chơi đúng cái phòng mà tơ thằng nào thằng đấy cầm vào là nát hết thế này. Nhưng không cách được. Bọn kia nó quay tay cơn đây cơ mà. Rồi, cái gì đấy? Thôi, bây giờ còn hướng dẫn nữa. Trời ơi, em chơi CFM mòn mòn máy rồi. Kinh quá, bây giờ đang săn rồi còn được hướng dẫn. Trời ơi, hết cả hồn. Gì đấy bạn tôi? Hết cả hồn ạ, à. Tinh cao quá. Bị cào một lát sau mới chết rồi. Xong rồi, có hero. Thật ra thế này thì biết làm sao bây giờ. Phải biến luôn thôi. Rồi, mình sẽ chọn phương án chậm mà chắc. Phương án an toàn. Ngu gì đi loanh quanh bị mấy thằng kia nó móc sống xa bây giờ cách bạn thôi. Ai bảo bạn cầm tơ? Trời ơi bạn tơ ơi chạy đi, kẻo mấy thằng dùm nó lại chửi sấp bạn bây giờ. Không sao, bên xếp Thái nó hiền đấy nhở. Nếu ở bên mình thì cứ xác định là thằng tơ OCC rồi. Đúng rồi, mình bảo thế ai hiểu thì hiểu nha. Mình sẽ bị mệt gì đấy. Tao sợ mày quá cơ. Trời ơi, lag. Bạn ơi, lag vừa thôi. Bạn học cái môn võ gì đấy cho mình học với. Học cái võ gì mà lag như thần ạ. Lag là mình còn có gần 1.000 tiết. Em sắp chết rồi, em đang yếu máu. Yếu này. Lao vô, trời. Nó lợi hết giờ ạ, lấp ló đấy. Ô, săn bừa bừa thế thôi cũng được gần 200 kill. Đùa, thế thì mình sẽ săn kill nhá. Rồi săn kill xem được 3 đam không. Rồi, cái mồm mình thối lắm. Kiểu gì mà bắn vui vui thì nó sẽ lên kill nhanh hơn là cứ xác định là săn áp lực. Cứ săn vui vui là đôi khi kill lại nhiều. Rồi mình trong khi mình bắn không hết đạn. Đạn cái này cũng khá là nhiều. Rồi, các bạn săn một trận thì chắc là cũng không hết đâu. Tầm 500 mấy viên và tuy là hai khẩu nhưng chỉ được 440 mấy viên thôi. Quan thua. Nhưng đối với cái cây cây này thì thực sự là nó bắn đạn ra rất là nhanh và thay đạn khá là chậm. Đấy, các bạn thấy là nó cũng như nhau thôi. Nếu mà so sánh với khẩu này với khẩu TMP thì dĩ nhiên là đua thì nó sẽ hơn là một. Như khẩu này nhanh nhất đạn quá. Nếu mà nó ép lên tầm 60 mấy viên thì tuyệt vời. Thế như là mình có thể ép được lên như thế nếu mà có VIP. Rồi nếu mà ép lên được tầm 60 mấy viên con cha cháu ông thì tuyệt vời. Bố thằng nào cũng không sờ chạm được tới cái lông đít. Úi dồi, parkour nó hơi sai một tí tại vì cái nút nhảy nó dị. Mình chưa mod lại mà. Cái là mặc định vào như thế nào thì mình chơi như thế đấy nhá. Chứ mình không có mod lại cái gì hết. Rồi hay quá. Stay TMP A-Rex. Bây giờ bên CM lại được mùa cứ ghi súng là A-Rex lại các kiểu. Rồi, phi tiêu nó đặt tên là gì ta? À, đặt tên của bên Thái nên mình không biết ở đây cái phi tiêu có tên là gì. Thì nó là phi tiêu à. Đâu rồi? Bạn ơi, mình sau này bạn ơi. Trời ơi, xong rồi. Tự nhiên ngáo quá. Rồi một lúc sau thì nhìn mới thấy được ạ. Bạn ơi, về luyện mắt đi nhá. Mắt bạn mờ rồi đấy. Yêu cầu bạn luyện nó mắt nó tốt một tí. Kẻ vào đây chơi lại sấp mặt. Thế thôi. Nấp đây làm gì đấy bạn ơi. Để mình tiêm vào
vào ven bạn vài viên đạn thôi là bạn sẽ tỉnh ngay. Một thằng này xác định là AK từ đầu trận đến cuối trận rồi, không nói nhiều làm gì rồi. Cái định mời rồi ơi, mình đứng nhây nhở, pha đấy mà mình không nhây là mình không chết rồi. Bên này chơi dễ lắm anh em ạ, bên này săn con bài mắc dễ luôn, anh em cứ qua đây mà chơi dễ cực, chỉ sợ là ping cao thôi chứ cân tim là không khó đấy. Ai mà mới chơi con bài thì cứ qua đây thôi, qua đây xác định là anh em cứ top thể dài thôi. Cái này chơi dễ quá đâm ra là mình không có để ý, chứ mà chơi hay thì mình sẽ trời ơi, thì mình sẽ để ý và mình sẽ chạy nhiều hơn thay vì đứng một chỗ. Tại vì zombie là một cái điều tối kỵ, là không nên đứng một chỗ nếu mà trong những cái chỗ đấy không phải là chỗ thẩm du. Đấy, cái tật mình thì nó nhây, mình biết bắt cua nên mình cứ bay qua bay lại đứng đó, đâm ra nó bắt bài. Không phải bắt bài mà đứng lâu quá thì dĩ nhiên nó cũng phải ức chế và nó sẽ bao vây cái chỗ đó và nó sẽ hiếp mình. Trong khi mình đang la liếm những con AFK thì những thằng khác nó lại la liếm mình. Đèn hết rồi. Úi trời, vẫn bắt cua như thường nhá. Đấy, anh em có thể xem những cái nút của mình xem như thế nào, xem có mút được không. Mút được, mút được. Những kỹ năng parkour như thế này thì săn zombie nó sẽ đơn giản hơn một tí. Đấy, khi mà zombie đã đông lên thì các bạn sẽ không săn được ở giữa, thì các bạn có thể săn ở phía sau và có thể parkour các kiểu. Rồi, cái gì đấy, mình đang giới thiệu cho anh em. Cái thằng này nó lướt qua một cái mất cái giáp, mất cái băng bảo vệ và nó lại đi luôn. Nó không thèm nhìn lại, nó làm gì, nó đối xử với mình cái gì nữa. Nó làm mình mất tin. Bạn ăn ốc rồi, bạn tính đổ vỏ cho ai bây giờ? Bạn phải chịu trách nhiệm với những gì bạn đã làm ra. Rồi, bạn ấy là chết rồi. Thế bị... Úi dồi. Rồi. Lâu lâu thì 120 vẫn không thể bằng một hit được. Kiểu gì cũng gọi rồi, thằng này chết này. Kiểu gì cũng mình sẽ mít thôi. Và cố lên, hero à. Úi dồi, hai thằng nữa. Hay lắm. Đợi hero thôi. Đợi phút giây này lâu rồi. Rồi đừng mà. Giết cái thằng thẩm du đi. Mình là người đi săn, mình ít khi thẩm du lắm. Một khi mà mình thẩm du thì úi dồi, bố thằng nào mà cào được. Rồi xong rồi, bị cái thằng kia chặn đường. Chết rồi. Úi dồi, cào xa thế. Đờ mờ thím. Mình biết ngay là mình chết rồi. Pha đấy tự dưng lại gặp đúng cái mặt cái thằng gì đấy. Thấm vào lờ. Rồi, mỗi mình bạn anh hùng thôi à. Trời ơi, đáng thương thế chứ đi. Tơ đâu? Hiếp. Rồi, tơ đi chậm quá. Phải đợi tơ lên thôi. Cái gì cũng phải đợi cái thằng đi đầu ấy. Rồi, bạn chết chắc rồi. Tơ nó đi thì kia mà. Lướt như thần. Mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem thì thấy hay, quay like, subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.